Có lịch không? Không có chỗ để nha quý vị. Nên để đất với đất đỡ. Con này cho quà cho ai chị? Không phải chú này không, chú này ổng quá trời nè, đâu để qua không phải cái của xã ấy thôi. Hiện tại thì Phong Nguyễn đang cùng với đoàn ở Tân Long, Phụng Hiệp, Hậu Giang của bác anh chị là đi xuống để phát quà cho bà con của bác ở đây. Đây nè, dạ. Ông đây mấy chú đây nè. Chú là chị. Em đang ở trên Tân Quan. Chú có khỏe không? Chú khỏe không? Chào chị nha. Chào anh. Dạ. Sao chú Hoàng, sao chú? Vậy hả? À, xin phép chú ha. Hôm nay con đi phát quà ở Hậu Giang. Thì tính ghé thăm chú mà cái thời gian không có. Tại con còn đi qua thăm nhiều hoàn cảnh nữa. Thì thôi giờ con đến đây thì... Trước đó thì vợ chồng con thăm chú. Rồi Phong Nguyễn nè chú nhớ không? Không có xuống thăm chú lần rồi đó. Còn hai này là Quy Phước với lại Tấn Lai Dung cũng nay cũng đi Hậu Giang phát quà với con. Phát xuống vô nhà chấm người. Dạ dạ. Hôm nay thì tụi con ghé thăm chú rồi cũng có xíu quà. Để có là chúc sức khỏe không nghe. Dạ dạ. Còn cái này là bánh bía của anh công ty Tân Phúc Khánh. Tân Phúc Khánh, công ty Tân Phúc Khánh của anh Khải với lại chị Kiều. Là con đại diện con trao cho chú. Bình thường á thì rau hai cây hà, mà bữa nay anh Khải cho thêm cây nữa là ba cây. Anh Khải cũng cho quà Hậu Giang này nhiều dữ lắm, chú nhận đi. Rồi cảm ơn anh Khải, cho anh Khải vui. Dạ. Rồi còn đây thì con trao ít nước tương với lại mì với gạo, tại ở đây không có chỗ để thì con xin lỗi chú thông cảm cho con nha. Gạo để đó lát chú trở về hen. Rồi rồi khoan, em đinh giùm chú để qua bên kia đi cưng. Để xe đạp đi. Rồi. Đây 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 em lấy bình gạo nữa kìa. Đó 10 kg gạo thơm đó. Đây, để lên. Nặng nghe chú. Nghe. Chú nhận đi cho. Đó, được hen cháu ha. Đó em để bên đó đi cho chú đi. Đồ này anh Tâm con gửi cho chú 2 triệu. Để 2 triệu về có mua mắm muối gì rồi mứt bánh gì đó ba bái với con trai nha. Đây. Đây cho con xin này. Đây gửi chú 2 triệu ha. Dạ. Cảm ơn. Rồi con chú. Chú nhiều sức khỏe. Dạ. Dạ. Cảm ơn mấy chú nha. Dạ. Năm mới nhiều sức khỏe ha. Dạ, rồi con chào chú nha. Chào con. Còn em gái này là bên xã. Bên xã hả? Ừ. Gì quên ơi, chủ tịch, phó chủ tịch gì đó. Phó chủ tịch xã. Dạ không, phó chủ tịch phụ nữ. Phụ nữ. Không á. Dạ, gì sức khỏe. Chào chú. Năm mới phát tài hả chú? Cảm ơn nha chú. Chào cô. Để dịp nào thì có dịp chị xuống. Dạ, xứ quà mà chưa đi được. Tại xuống dưới Hậu Giang phát quà với Dương Phụng á. Dạ. Là xuống tỉnh luôn ha, xuống hội chị Thanh luôn. Xuống đó đó. Xuống vào như. Dạ, vậy nào gặp cô ơi. Cảm ơn em nha cô. Dạ, em cảm ơn cái chị đi gặp quá. Em đang chạy xuống. Nhớ rồi. Em nhớ em này không? Bữa té lăn cù đèo á. Đúng rồi, té lăn cù đèo. Rồi. Đúng rồi, nhiệt tình dữ lắm luôn á. Vô bữa chạy xe dắt quần luôn hả? Dạ, ai dắt quần? Hết hồn chưa? Hết hồn chưa? Bữa Phong với đi với em đây với Tấn nữa té lộn mèo luôn. Ba anh em bị đường gông quá. Trơn quá. Mừng quá, bạn của anh dắt quần. Thầy chú. Hôm nay sao tao có ngập vậy chú? Hôm nay sao tao có ngập vậy không? Cái này chở gạo thì ké luôn, cái bùng mì luôn được mà, cục được. Cái con bùng mì luôn. Đổ bùng mì được. Rồi sao có cái ngủ rồi, sao có ngủ được không? Con đứa được đi rồi luôn. Dạ. Thôi. Rồi thôi chú về khỏe nha. Con đi lên về đó. Rồi rồi thôi con chào chú nha. Con chào chú. Dạ. Cảm ơn nha cô. Dạ. Rồi cảm ơn em. Dạ chị với má dễ chị. Rồi cảm ơn em nhiều nha. Cảm ơn. Rồi có thằng trai cũng bệnh, rồi con gái là bị tâm thần. Dạ. Xuống thăm một lần rồi mà anh Tâm dự định là cất nhà cho ổng. Rồi xong xuôi rồi là
xin đất ở đó là cái anh ổng ha gì đó không cho, mà sửa nhà cũng không cho luôn. Đất cọc mới xong á. Cái bữa đi xuống dưới gặp mấy anh ở dưới xã với ở dưới tỉnh chữ thập đỏ thì xuống xin thì cũng không cho luôn. Rồi xong xuôi rồi coi như trước quốc tội nghiệp quá, thì giờ có dịp đi đâu ghé thăm viếng gửi cho chú ít tiền cho chú vui về cái mặt tinh thần vậy đó, có người quan tâm thương yêu chú vậy đó thôi, chứ giờ giờ giúp biết giúp làm sao bó tay luôn. Dạ, muốn tạo điều kiện mà cũng rồi, không được rồi. Bởi cất nhà, bởi Phong nói đúng đó, cất nhà muốn cất nhà cho bà con phải dễ đâu. Dạ. Dễ gì, có duyên là mới được chứ, mà người ta khổ quá trời luôn, ông này cũng khổ dữ lắm luôn. Mà muốn cũng muốn vô nhà nhưng mà tại vì thời gian mình không có nè, nên thôi gọi. Em thấy là ông chú này là được bên ủy ban như hội phụ nữ quan tâm lắm luôn á. Quan tâm, xã đó quan tâm lắm. Em thấy ông đi nhận có chút xíu quà mà có người hậu tống ra nữa, chủ tịch bên phụ nữ, phó chủ tịch. Phó chủ tịch phụ nữ là phải hậu tống chở, đi xe ra chở đồ gì giùm á. Người ta chính quyền địa phương đây quan tâm người dân đó. Hồi nãy lúc mà chị em mình tới thấy chú ngồi chút góc đi, thương ghê luôn á. Tức là bên hội phụ nữ cũng đã báo với chú phải không chị? Ừ đúng. Liên hệ thì mình nhờ ta liên hệ giùm. Cái hoàn cảnh này có lúc trước có biết Phong với anh Tân với chị Ngọc quê đâu chưa? Tấn quay. Tấn quay. Phong Tấn quay. Kỳ đây bị té đó. Ừ bị té quá trời, Phong này bị té lên. Bên chị bên họ phó chủ tịch phụ nữ đó chạy chiếc xe luôn mà. Trơn. Trời ơi cái đường xình lầy. Trời vô nhà chú nói thiệt với em thấp luôn á Quy ơi. Nhà chú là nhà tranh hay là sao chị? Tranh gì? Gạch lá xình. Ừ xình. Trong nhà phải kê những cái tấm gỗ cây để không bị lúng. Nằm dưới vũng nước, ổng coi như là ở dưới là nước ngập hết trơn, còn ổng ngồi nằm trên cái giường xếp. Chị, nhưng mà em chưa hiểu lắm là cái mấu chốt gì sao mà ổng cất nhà được chị? Cái mấu chốt ở đậu. Ở đậu không có đất đai. Ở đậu. Đất con cậu đâu có thể nào cho được. Mà cũng không cho sửa luôn nữa. Không cho sửa. Không cho sửa luôn. Chắc ta cũng sắp lấy đất lại rồi ta mới cho sửa. Tại nhầm khi cho sửa sang rồi xây cất nhầm khi người ta lấy lợi sao được, nó khó là không có cho được. Không có cho. Chỉ thương chú vậy. Dạ là không có mặn gì đó tiền. Chắc là ra nhà trọ. Chắc hồi nãy là anh Tâm với chị Ngọc lì xì cho 2 triệu chắc là vui lắm đó. Chứ không phải không Quy. Dạ. Anh Tâm nói không cho sửa nhà cái nhà, anh Tâm kêu lên nhà trọ, anh Tâm cho ở suốt đời luôn. À, trời đã vậy. Ừ, mà không thằng trai không lên tại vì ổng nói vậy nè, ổng lớn tuổi rồi, con trai đi đâu đi đó. Mà con trai cũng bị bệnh. Đi làm hồ thì anh Tâm cũng có nói là đi trở nếu mà siêng năng giỏi vắng á thì lúc nào khỏe thì không có sợ thất nghiệp, tại anh Tâm cũng tính là đi lên đưa lên trở thì mình phải thí dụ người ta khổ quá mình phải đùm bọc ta mà đi từ thiện tùm lum, không lẽ lên trển bỏ nó đâu khổ đó, mới kêu thôi không ở đây khổ quá trời, đi xình lầy bệnh hoạn, con bé nó bệnh tâm thần thấy thương lắm mà ông không lên, con trai không lên, ông không lên luôn. Thấy chú thấy ông cũng lớn thì chắc con ông cũng có tuổi đó chị ạ. Con trai có hiếu, bệnh mà có hiếu lắm, hy sinh nói Phong hỏi chứ sao không cưới vợ. Tấn chứ ha, Tấn. Tấn hỏi ông sao không cưới vợ, nói giờ cưới vợ cha mẹ già vậy ai lo. Rồi người ta về cha mẹ mình vậy sao người ta lo được, thôi mình ở vậy có gì mình lo cha mẹ nấy, rồi em bệnh hoạn cho em bệnh tâm thần nữa. Nghe hiếu thảo cũng thấy thương. Chị gia đình của chú được quan tâm đặc biệt tới như vậy. Không mà chị nói nếu mà chị không đi ngang đây thôi, lần nào chị đi ngang đây là chị cũng phải ghé chị cũng như đem trao tình yêu thương cho chú dù cái của ít lòng nhiều á Quy. Dạ. Yeah. Nó không có đáng nhưng mà đều cái tình thương. Thôi cậy đi vậy cho chú an ủi vui là có bà con rồi quan tâm này kia. Chứ bây giờ mà em thấy con chú cũng đã lớn tuổi lắm rồi, biết sống này chết mai cũng đâu biết ngày nào đâu. Bây giờ ví dụ mà lỡ mà chú mất đi rồi biết người con của chú làm sao ta? Con cũng bệnh hoạn. Dạ. Không phải được bình thường đó. Thì bởi khổ thì càng thêm khổ. Cái gì đâu khổ quá trời. Bởi anh Tâm nè, ông đi rồi nói thiệt với em chứ giờ kêu nhiều khi chị cũng nản á. Vậy khác vậy nói thôi giờ chắc nghỉ đi từ thiện. Nghỉ đi từ thiện chứ nhà mẹ không ai lo. Rồi nhiều khi mình đi bôn ba đi tùm lum. Rồi ở đâu tu ở đâu không bằng tu nhà mà anh Tâm dạy chị là
bây giờ công ơn cha mẹ thì sánh bằng trời biển. Bây giờ phải lo cha mẹ trước, rồi ổng cũng phải lo xã hội, rồi nhiều bà con nào trong cái khả năng mình. Rồi nhiều khi chị nản chị nói thôi chắc nghỉ ở nhà luôn cho mẹ rồi chứ đi gì. Đi nhiều khi trời ơi chạy đôn chạy đáo thấy người ta mình sốc ruột sốc gan chịu không nổi. Rồi ổng nói không có bỏ, đi là đi, không có cái gì mà nản chí hết. Ví dụ bữa nay đi không được, rồi ổng sắp xếp vài bữa đi, ví dụ vậy đó. Chứ còn mà ví dụ giờ trời Phật cho mình không giàu có thiệt, nhưng mà cái tình thương yêu là mình cứ chia sẻ, có nhiều chia sẻ bấy nhiêu vậy. Nên cứ đi hoài vậy đó. Anh chị đi, nói chung á, anh chị đi thì vẫn đi, nhưng mà công việc của mình thì vẫn trên hết. Chúng thì đi làm từ thiện mà anh chị, mình làm được cái gì thì mình làm, đâu có thể nào mình, đâu có thể nào anh chị đi hết được. Mình đủ duyên với hoàn cảnh nào thì mình đi với hoàn cảnh đó. Chị mới biết không, tụi em thậm chí phải đi anh chị, tụi em chỉ là người để kết nối thôi, còn anh chị đây mang cả một cái tấm lòng cũng như là sức khỏe của mình cũng như là tiền bạc đến bà con. Thì mọi người thì cũng đều có, ai nấy cũng nhân vật cũng vậy đó, mọi người đều cũng đều có một cái duyên nhất định. Thì anh chị làm được cái gì thì anh chị cứ làm, cuộc sống bây giờ anh chị biết rồi đó, mình làm được việc tốt thì chắc chắn là sẽ nhận được những thứ mà nó tốt đẹp cho cái cuộc sống sau này cho mình. À, thì như anh Tâm đây đó, anh Tâm nói vậy thôi chứ anh Tâm là người quyết định phải không chị? Đúng rồi. Đó, anh là người quyết định. Dám đốc dám làm. Này chỉ có đốc thôi chứ không dám làm đâu. Đó. Không quyết hết á, nhà không quyết hết trơn. Anh nói vậy thôi chứ thực sự tâm của anh Tâm rồi rất là tuyệt vời quý vị. Không nói nhưng mà làm không mà. Tại vì Huy cũng như là Phong này cũng như anh Tấn này đồng hành với anh chị cũng rất là nhiều. Anh Tâm rồi rất là ít nói nhưng mà anh thấy anh Tâm đòi hành động không à. Một người đàn ông rất là tuyệt vời. Đó thì như nay đó, đi xuống là ông thôi ghé cho chú, gửi cho chú 2 triệu đi em, cho chú có chú mua ký thịt đang kho nào thịt chồng biết không. Chứ mà em biết sao chị đi đường vậy, nói thiệt em á, nhiều khi gửi cho bà con có chục cái gạo mà bà con vui, trời mình cũng hớn hở theo. Dạ. Dù vậy rồi nói đúng ra là nếu như cảm ơn là tụi em rồi mấy anh kênh YouTube là rất là nhiều, ai cũng vậy á, là lặn lội cực khổ rồi chị thấy là chị mới đi tới. Dù vậy như là Tuấn Lê Dung nè, Phong Nguyễn nè, em nữa Huy. Dạ. Rồi Phạm Tấn rồi nè, rồi Đỗ Tuấn nè, Xuân Hồng. Nói đúng ra chị không có phân biệt gì ở đâu, chị coi cái hoàn cảnh mà mình thấy bà con khổ quá thì cứ đi chia sẻ. Nhưng mà cái đó là cũng mang ơn là mấy em rồi mấy anh kênh YouTube, là mấy anh chị mới có cái cơ hội để chia sẻ với bà con được, đem tình thương yêu tới bà con được. Cảm ơn mấy anh mấy em rất là nhiều nha. Dạ, trong những ngày qua đó chị, khi mà em đăng tải hình ảnh của anh chị nè trên nền tảng YouTube cũng như là nền tảng Fanpage cũng như là Phong cũng vậy, con Tính cũng vậy, bà con thì rất là yêu quý anh chị, cũng muốn em á thay mặt ông bà cô chú cũng như là anh chị trên cộng đồng mạng á gửi lời chúc sức khỏe đến anh chị đó, chúc anh chị sức khỏe dồi dào và tiền vô như nước để còn hỗ trợ giúp đỡ bà con nghèo nhiều hơn. Cái này là em thay mặt bà con và đến anh chị. Thì nhân đây thì cũng Tâm Ngọc cũng xin cảm ơn bà con rất là nhiều đã thương Tâm Ngọc. Thì nói như vậy thì Tâm Ngọc cũng rất là vui. Ngọc cũng xin chúc bà con trong và ngoài nước và tất cả khán giả của kênh Huy Food với lại Tuấn Lê Dung rồi Phong Nguyễn sức khỏe dạng sự như ý, là cuộc sống luôn luôn là hạnh phúc và vui vẻ an lành nhé bà con. Yeah. Xin cảm ơn rất nhiều. Rồi, cảm ơn anh chị nha. Cảm ơn chị. Cảm ơn anh chị. Rồi, chào bà con. Yeah. Rồi, chào anh chị. Không hẹn của bà ông bác trong đội đi chào luôn. Nhưng khi anh chị được tâm sự kết hợp